nên giờ nên nè ngát này chỉ mấy 2 kg của bà Út. Đó, còn sống bao vậy đâu có ấy đâu. Đâu chết. Dễ gì? À. Dạ. Cái đầu. Đầu con trai luôn, nên luôn. Với đây con nhỏ nữa nè. Với giờ sáng lên đường con nữa, giờ nên lựa ban mới có bóng ra. Nên cũng xin chào cô chú anh chị. Thì nay anh em nên tiếp tục thả cửa ngục nữa ha cô chú anh chị. Của em lại sẽ thả xong rồi. Giờ tới của nên, giờ nên sẽ ấy lên cho đầu nên bơi lên trên đó đó. Đầu bắt đầu nên thả. Chắc sợ cái lúc nên thả cái nên chia sẻ cho cô chú anh chị xem không được. Tại vì lúc thả cái người bơi người ấy kéo đầu cái người thả. Giờ nè, đang chắc xuống xuồng bên đó, tại về giấc sáng này nước nó gồng mà sát nè cô chú anh chị, nước nó gồng sát nó lội cái bực nè, nó lội cái cấp á, cái cấp bực á, này là ngay chân chỗ này là cái bực này nè, xuống cái mí nước đó là ngay cái cấp rồi đó, bởi vì cái mình can theo cái cấp á, mình thả cho nó dễ. Đấy, nên tranh thủ nên thả buổi sáng luôn. Nên đầu tư thêm 2 cái đèn chớp nữa nè. Đèn chớp này không có pin này, để nên mua pin. Nên tưởng đâu người ta bán người ta có pin luôn, ai nghe không có pin. Chưa mấy cái đó chưa buộc em. Mấy cái lại? 6 cái thì 6 cái dây. Dây 6 cái. Rồi, giờ để nên tiếp em nó đem mấy cửa ngục, buộc mấy cửa ngục xuống xong rồi cái bơi qua bển thả ha cô chú anh chị. Cái này có gì chắc ngày mai á, ngày mai nên thằng nào nên đi thăm cái nên sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Chứ giờ lúc nên đi ấy gì thì nên đi thả thì nên chia sẻ không được ha. Để nên xuống nên tiếp em nó làm mới được. Nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới luôn ha. Thì sáng giờ này cũng gần 5 giờ rồi. Hai chồng nên bắt đầu đi cuốn mấy cái cửa ngục này cô chú anh chị. Nên thức sớm lắm nãy giờ. Bị canh mấy người cào cá. Người ta cào cá. Rồi bây giờ nên có treo cái đèn chớp nè. Đèn tín hiệu nè. Rồi... nên treo hết 2 cây, cây đầu này cây đầu kia, vậy mà gà cào nó cũng cào vô nữa cô chú anh chị ơi. cào cái cây ở trên kia mất tiêu rồi, ở trên khúc ở trên đó có 1 cây nữa đó, cây đâu nên cũng treo đèn tín hiệu á, bây giờ gà kèo cào nó cào đâu mất tiêu rồi, giờ cũng nên cũng chưa biết sao nữa, nãy nó chạy xuống dưới đó rồi. Thôi giờ để bắt đầu nên kéo lên coi, nên coi mấy cái cửa ngục coi sao nữa nè, cho nên cũng không biết nữa. Đây, bà xã lên đây. Thấy chèo bơi xuống cái
đây, cái cây đó. Móc không được đâu. Ăn sống luôn. Nãy giờ nên mới kéo lên được mới nãy giờ được 2 cái 3 cái vậy, mới 2 cái hả? Nãy giờ nên mới kéo lên được có 2 cái của chúng chưa, quá mệt rồi. Từ cái nên đặt trữ cây nè, ngay chân cây đèn tín hiệu của nên dài lên trên kia, dài lên trên kia nên cũng cắm một cái cây dài giống mi gan gì nữa, nên cũng treo một cái đèn tín hiệu nữa, nhưng mà nên không biết nó nghĩ như sao mà nó cào vô trong nguyên cái vàng cửa ngục của nên luôn. Giờ nguyên cái vàng cửa ngục của nên nó trôi xuống đâu lúc mị vàng ở dưới kia luôn. Bây giờ hai chồng nên kéo lên kéo không nổi luôn.
Thị xã nó đang ngồi chịu luôn kìa. Giờ kéo lên hết nổi luôn rồi. Giờ để cho em lại, em lại chút xíu nữa cuốn xong cái em lại qua tiếp tiếp lên mới được, chứ giờ hai chồng nên kéo hết nổi rồi. Giờ dướng, nó dướng cái giống gì ở ngoài rồi. Tại vì nó buộc theo nguyên cái cây đó nên cắm tới ba cái cây rồi. Một cái cây dài đó thêm với thêm một cái cây cục nữa, thì nên nghĩ cái là cái cây nó trôi á, nó trôi xuống như này rồi cái nó dướng lại đầu ngoài hay gì đó. Hả? Mất tiêu cái đèn tín hiệu luôn. Rồi. Bữa nay một ngày buồn rồi cô chú anh chị ơi. Hai vợ chồng nên đã cố gắng hết sức rồi. Tổng cộng nên có 12 cái. Mà bây giờ nên còn lại được có 3 cái à, mắc 9 cái cô chú anh chị. Thì hồi nãy từ đây nè, nè ở đây một cái, rồi dưới đây hai cái nữa là ba cái, mắc hết 9 cái của chú anh chị. Nãy nên kéo nó trôi xuống tuốt mị ở dưới đó luôn, hai chồng nên mới bơi lên, nó trôi xuống tuốt mị dưới đó luôn, mà hai chồng nên kéo chìm xuồng luôn. Giờ mình máy chèm nhạt hết trơn. Giờ kéo cây bắt đầu nước vô xuồng cũng chìm luôn, kéo lên không nổi cô chú anh chị, kéo cũng gãy sống luôn, nó trôi ra tới nửa sông ngoài, nó dướng cái giống gì dưới nên cũng không biết nữa, chắc dướng cái nguyên cái cây ngán dài của nên á, cây nên cắm á, cây thứ gì nè, cây tre nên cắm đèn báo hiệu á, mà bây giờ cái thằng cào điện đó, nó người ta cào cá, nó cào bằng cào điện không à. Ngày sáng ngày nào cũng cạo chứ, mà nãy dắt tối nên không thấy mặt rõ nữa, phải nên thấy mặt rõ giờ nên đền nữa, mà phải giờ bắt được tại tay chứ giờ không bắt được tại tay cũng thua luôn. Giờ mắc 9 cái của nên cũng mấy triệu bạc, 9 cái nên cũng 3 triệu chứ ít đâu, cũng gần 3 triệu. Tại một cái gì là nên mua 330 nè, 330.000 cái. Mà giờ mắc 9 cái à. Kéo nãy giờ kéo muốn giãn hay sống luôn, kéo không lên nổi. Này nó trôi ra tới ngoài dưới sông rồi đó đó cô chú anh chị. Này nên trôi xuống lúc mị dưới. Rồi coi như bữa nay một ngày không được may mắn. Nãy nên thấy được có được con cá ngát nè, như trong cái đó đó. Rồi để nên chắc lên nên bơi về bên chiếc khòa của chú anh chị. Giờ hai chồng nên bơi về chiếc khòa của chú anh chị. Đó, cào điện đó, ngày nào nói chung cũng có cào vậy. Cào đó người ta cào bằng điện không mà cô chú anh chị. Đó, cào sát nước cấp gì đó. Mà mình nên tức một cái là mà không phải hai người này, nãy cái ông kia ông chạy mất tiêu rồi, cái người cái chiếc ghe kia kìa, ghe kia chạy sớm lắm, chạy mất tiêu rồi. Lúc nên hỏi cái ông nói cào không có dính, yên tâm, vậy mà không ngờ dính nguyên vàng cửa ngục cũng nên luôn, chính là nên có treo đèn báo hiệu đó, mà cũng cào vô luôn, đang cào bển kìa. Giờ ghe đó chạy mất dép luôn, phải nên mà gặp được là chết rồi, nên bắt đền. Chính cái cư ngục cũng gần 3 triệu bạc ít đó. Giờ bê về bên chiếc kè rồi, này chắc dọn đồ về luôn, hết làm luôn. Còn cũng giờ còn có 3 cái à, hết đặt được luôn rồi. Để nên về cái nên đổ cá, còn được nhiều cá chắc hôm nay nên thấy, nãy nên thấy con được con cá ngát đó, con cá ngát chắc cũng cỡ hôm qua coi chú anh chị. Rồi
nên đã mò lên được mấy cái cửa ngục này nè cô chú anh chị. Từ lúc mà 7 giờ sáng giờ này 11 giờ rồi nè, nên gà mới dính nè. Nhờ em lại làm cái móc, làm cái móc đó, nó nằm ở ra cái người ta cào á, nó lôi ra giữa sông luôn. Nhờ cái móc đó gà, có nhờ bác Út cũng xuống tiếp nữa, rồi ba bác cháu lôi lên, lôi muốn ỉm quần luôn. Được giờ bà xã đang đổ cá, cá ngát chưa đổ gà bốc, kèn cá ngát bên đó kìa. Có được cũng mớ kè, có con cá ngát bành kia kìa. Bác Út ổng ướt mảnh chân luôn rồi. Khán giả xuống quá đông luôn. Chút xíu cái bắt đầu tức bác ông kêu xuống lên mò cái đi gà. Mà từ lúc 7 giờ mấy tới giờ này là nên vô tới bờ là 11 giờ luôn, 11 giờ đúng luôn đó cô chú anh chị. Từ sáng tới giờ mình mẩy nên không khô luôn, khô không nổi luôn. Có một cái ngát bự. Để chút xíu cái nên lên cái nên mất tiêu cái đèn luôn rồi. Trời mất tiêu luôn rồi. Nó chìm ơi, vô nước nó chìm ơi. Con không biết nó chìm không nữa. Chân. Nó có cái phít. Nếu mà chìm thì nãy đâu có nổi bố. Nó chưa vô nước. Trời nằm từ sáng giờ dưới nước không vô. Sáng giờ nằm dưới nước mà không vô. Giờ lên nổi chút xíu thì chìm. Con sợ nó trôi á, nó giạt ra cục lục bình nó trôi chứ mình không thấy. Quẩy bình lên nè bố. Nên vũ nãy giờ cũng xong, để đỡ nó đi về chút xuống ấy. Nè, nên giờ nên nè. Ngát này chỉ mấy 2 kg của bà Út. Đó, còn sống bao nhiêu vậy, đâu có ấy đâu. Đâu chết. Dễ gì? Dạ. Con kia cái đầu à, đầu lưng trên kìa. Đầu bằng tay luôn, nên luôn. Với đây con nhỏ nữa nè. Với giờ sáng lên được con nữa, giờ nên lựa ban mới có bóng ra. Ra. Thì cá ngát này chút xíu là tại vì nên có giấy ông bà cậu mò lên được ha. Giờ chút xíu cá ngát này nên lên nên làm món gì đó nên cũng chưa biết. Thì nên đại bác Út ha, với sẵn cúng mâm cơm cúng bà cậu luôn. Đó, nhìn cá ngát hết hồn bác Út ha, cô chú anh chị chập bá luôn. Rồi, để nên ấy lên mà cô chú anh chị giờ đang lựa cá ra đem bán. Lượng bé yêu cuông lại đâu ơi, cái cặn này cặn đâu thú mượn ơi, cặn cá ngát đây nè, cặn cá ngát này nè con nhiêu. Một ký lô 7 thôi chú anh chị. Này là ký 6, ký 7, gần ký 8. Không con ký 7 bán ký 7 này, con ký 7 bán 200 tất cả. Cá ngát này ký 7 thôi. Cá ngát này được ký 7. Còn con này nè. Con nó 600 gram á. Con này. 600 gram yếu. Còn con này chắc nửa ký quá. Không tới 400 gram, ba mấy gram. Rồi, để chiều kéo đầu cái chút, để chút xíu nữa cái nền nướng đó cô chú anh chị. Cái nên mời cô chú anh chị dùng luôn. Sẵn cái nền cúng ông bà cậu luôn. Được nhiêu tép. Ủa mình cắt ra làm hai không ta? Khỏi hả? Giờ nên nướng hai cá ngát ha cô chú anh chị. Ngát nướng tại nên tính quất con bự kia kìa, mà bà Út nói thôi đi con bự nướng lâu chín lắm, với cái thứ nhất cái hai để bán cái bà Út kêu để bán kiếm tiền, kêu nói nướng con nhỏ được rồi. Thì con cá ngát bự cũng có người mua rồi. Thì
về nên cũng nướng hai con cá nhỏ nè ha. Hai con này cũng gần cả ký với cô chú anh chị. Hai con này như cũng 900 gram à. Đâu? 700-800 à. 900 gram. Đâu 9? Con này 350 gram rồi. Ừ, con kia 600 gram. Ừ, con kia 600 gram ha. Hai con cũng gần ký 900 gram. Có con cá ngát bự kia mấy. Đã, nhìn đã. Giờ nướng ăn thịt nó dễ khác à. Ngon lắm luôn. Nhìn hấp dẫn quá chú anh chị. Ủa miếng bên đó nãy còn da mà. Để là... giờ nó lột da rồi biết sao. Để... vậy cũng để cái đầu ra chút chứ vậy ha. À. Cũng là vậy ha. Để dài. Đó, giờ nên bưng xuống khòa nên cúng ha, cô chú anh chị. Con này để lại cho em lại nó nướng đi. Coi chừng đi bé. Giờ nên cúng ha, cô chú anh chị. Tại hồi sáng á, hồi trưa hồi sáng nên có giái bà cậu. Cho nên kéo lên được. Nhưng mà nên không có nói là nên cúng cái gì ha. Nhưng mà nên chỉ giái bà cậu độ cho giái kéo nên kiếm được mấy cái cửa ngục nên kéo lên được thôi. Đó, giờ nên kéo lên được mấy cái cửa ngục rồi, mừng hết trơn, quá mừng luôn. Đó, bây giờ cái nên nướng cá ngát nên cúng bà cậu hả cô chú anh chị. Cúng bà cậu ở dưới sông. Coi như nên trả lễ. Nên dọn chén gầu sống rồi với cá nướng rồi với gụ mời bà cậu. Mà cái nhà uống rượu nè với cá ngát nướng nha. Cá ngát nướng sáng cũng nhà của bác Út với em lại đó, gào phụ nên mới lâu lên nổi đó. Hai vợ chồng thả trôi xong rồi. Còn thôi, dòng nên là đã trôi xong. Kiếm cũng cả buổi có ít đâu. 3 triệu bạc 9 cái. Mời cô chú anh chị ha. Dạ. Cho nhỏ chú quý ơi. Rồi con nên mời cô chú anh chị dùng ha. Và mời bà gì ăn cơm. Có là nhậu với cá ngát nướng. Gói cá ngát nướng với dưa leo với lá cải nè tỷ đệ. Mời tính để nhậu ha. Im không? Cá ngát nướng là hết bài. Bố không ăn hả? Im không? Ăn cơm gì? Cháu lên. Bữa cơm mời tao. Cơm có ớt ngon hả? Ăn ngon trời. Có cá ngát nướng nè. Kiếm được ba cái đốt của ba cái. Dạ con kiếm được rồi. Tới giữa sông. Ngoài giữa sông máy á. Dạ, chính là con có treo đèn báo hiệu đó mà cũng cào vô à. Không thấy. Tôi thấy có cái ghe dưới này nè. Dạ đúng rồi. Lên sớm nè. Dạ đúng rồi, thì ghe đó đó. Im không lại. Được à? Nó dai em. Ừ, thịt nó dai nhách à. Cá ngát đó hả? Dạ, ăn cơm cô. Ăn lên dầu. Dạ. Cá ngát là con. Út ăn lá cắt gì không hả? Có lá cắt. Dạ, để đi nữa con cái con cũng có xin miếng dùng đó. Ừ, mình nói ông nướng không. Dạ. Nãy ông hái miếng lên ăn. Cần thấy vợ hái rồi. Lá cắt ăn sống hả? Ừ. Lá cắt ngon lắm á, bác Út xạo này xạo kia ăn cũng ngon nữa. Rồi, thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha. Thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi, nên chúc cô chú anh chị xem video dễ, bye bye, hẹn gặp lại.